Đây, xin chào mọi người nha. Mình đang có mặt tại Long Khánh nha mọi người ơi. Đây là quay cho mọi người xem bầy gà ngũ sắc, gà miền Tây nè mọi người. Nó còn đang non ngày nha mọi người. Đồ đây là trong rừng đồ nè. Người dân nhà người ta trồng mít đồ nè. Thấy không? Đó, đây nè. Gà nè mọi người, nuôi ở trong rừng sâu nhá. Rẫy không à? Mình đi bắt gà trống thiến đó mọi người. Gà này là gà ngũ sắc, gà miền Tây, nuôi ở trên Đồng Nai. Ừ, có con gà già dữ ta. Đấy, gà này nó còn non ngày nha mọi người, chưa được suốt nha. Đấy, mọi người thấy vườn mít đồ cây cối không mọi người kìa. Đấy, trong rừng không à. Đấy. Đấy, dưới Long Khánh nha mọi người. Long Khánh, Đồng Nai nha, Biên Hòa. Ủ, mát nha. Ủ, buổi chiều mát thật đấy. Gà này còn non ngày nha mọi người. Quay chia sẻ cho mọi người nha. Đấy. Ủ, trang trại nhà chị này rộng ướm nhỉ. Đấy, hôm nay mình đi bắt gà trống thiến giao nha mọi người. Đấy, thấy chưa? Nhà chị này nuôi nhiều lắm nè. Nuôi quá trời nuôi rồi nè. Đấy, gà ngũ sắc đấy mọi người. Gà này nó có cả ở Đồng Nai rồi nha mọi người, Bình Phước rồi nha. Nè, thấy chưa? Đấy, người ta nuôi nè, trang trại nè. Phía bên ngoài kia là rừng nha mọi người. Gió đang thổi đấy. Giờ chiều rồi mọi người ạ. Chiều rồi. Gió đang thổi oang oác. Đấy, gà ngũ sắc thì nó rất là chán đời. Ở cái lứa tuổi này nhìn nó rất chán đời nha mọi người. Gà giò. Đấy. Đấy, quay chia sẻ đến cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Gà này nó còn non ngày nhá mọi người. Đấy. Trong rừng. Nhà ở trong rừng. Trong rừng sâu. Đấy, đẹp chưa. Nhà chị ở trong rừng sâu nha mọi người. Đất rất rộng nha. Đấy, ghê chưa? Này, ngoài rừng nè. Đấy, ngoài cổng. Kinh chưa? Đấy, đi nhìn vào thấy trang trại chưa? Đẹp chưa? Đấy, nhà đẹp ha. Đẹp, tuyệt vời. Gà này còn non ngày nha mọi người. Du. Còn khá non ngày. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.